mấy chú nó nghe nó ôi thôi. Sợ sợ chị ngại á. Tới mức này rồi hết ngại rồi. Ném quên hả? Tiền lo cho nó tự lo mình ơn nó mà lo hết nổi luôn. Bản thân của chị là giấu là mấy mấy năm nay luôn. Hai năm mấy. Nói là không biết nó năm nay là giữ luôn á. Sợ rồi không dám ngủ rồi về nhà kiếm thuốc nam. Sao chị không nói với mẹ tâm sự với cha mẹ rồi lo cho mình. Vừa có lần nào cũng khóc. Yeah. Là nó nói mẹ ơi con đứt một khúc rồi. Nó nói mẹ ơi con đứt một khúc mình rồi. Ông bà giúp cho mẹ con hết bệnh. Cho mẹ con hết bệnh đây làm gì? Đi học. Để cho con đi học. Dạ xin chào quý khán giả, quý mạnh thường quân đang xem trên kênh Quý Xe Tộc. Dạ thì ngày hôm nay em đang có mặt ở Bạc Liêu để đi đến chia sẻ một cái hoàn cảnh của chị gái 34 tuổi bị ung thư vú đó cả nhà. Mà không biết lý do như thế nào mà chị bị bệnh rất là nặng. Chị cũng có bạn bè gửi hình ảnh qua cho tụi em xem, thấy được cái vết thương, cái mục ung thư đã bể ra rất là lớn đó cả nhà. Thì thấy cái tình trạng nguy kịch, khá là nguy kịch đó. Ở Bạc Liêu này thì mấy anh em cũng gấp rút đi đến đây. Thì trên đường cũng trời mưa cả nhà, trời mưa lâm râm. Đi đến đây để chia sẻ cái hoàn cảnh của chị lên, để mong là được sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm để chung tay giúp cho chị vượt qua cái lúc khó khăn này. Thì mấy anh em cũng sắp đến rồi, phía trước là nhà của chị đó cả nhà. Thì em cũng mời cả nhà cùng đồng hành với mấy anh em nha. Cô cho con hỏi thăm chút xíu nha. Thì hôm nay anh em của tụi con ở Sóc Trăng á có nhận được một cái lời cầu cứu từ gia đình đến đây để chia sẻ một cái hoàn cảnh. Tôi không biết là hoàn cảnh gia đình mình là như thế nào vậy cô? Hoàn cảnh thì lúc trước cũng đỡ mà sau này từ nó bệnh 3 năm này là không có, hết luôn, sắc luôn. Rồi thấy nó bị bệnh gì kêu nó từ chòi ra nhà nuôi nó. Cỡ nào tôi cũng chịu đứng chống chọi mà nuôi con nó. À là con gái của cô? Gái ruột, gái ruột thứ hai. Là mấy tuổi rồi cô? 34. Mấy đứa nhỏ, nói mấy nhỏ được nói chuyện lớn. 34 tuổi rồi, năm nay. À là chị gái 34 tuổi, con gái cô. Dạ, dạ. Là ở đâu cô? Nó thì ở chòi ở ngoài vuông á. À. Nó thì bị bệnh vậy thì nó giấu, không chịu nói. Rồi sau này là tôi thấy thoát ra hỏi nó sao mà nó về nhà được một xíu nó vô tòi. Rồi có gì ăn, nói có gì ăn nấy. Tôi nói không được, bệnh thì phải kiếm gì ăn đàng hoàng mới được. Yeah. Ăn cua ăn ốc sao mà chịu nổi. Phải về đi con ơi, năn nỉ nó quá trời mới. Chính xác là bệnh gì hả cô? Bệnh là ung thư vú. Rồi nó tự đi khám, tự đi kiếm thuốc mình hơn. Rồi bây giờ là giai đoạn mấy rồi? Giai đoạn 4 rồi. Bác sĩ nói giai đoạn cuối 4 rồi. Đoạn cuối rồi. Bác sĩ cũng nói là bó tay rồi, đưa về nhà tay rồi. Nó di căn hết mình mãi rồi. Bây giờ bác sĩ không biết cách cứu bằng cách nào, mổ thì không được. 3 tháng tội nghiệp con nó nhiều lắm, mổ thì không được. Cho em nó về kim thuốc nam, mà kim thuốc nam thì chạy không trúng. Cô chạy chữa là cách nay là mấy năm rồi cô? Thì nó từ chạy chữa tới giờ là nó tự mình ơn nó là 2 năm mấy. Rồi tôi biết sau này nó là 6-7 tháng nay là nó nặng nhất. Ủa rồi sao mà con của cô bệnh mà mấy năm rồi cô bỏ không ngay sao? Nó giấu lúc trước tôi bị bệnh á. Rồi không dám nói, thấy mẹ bệnh không có tiền. Thấy mẹ cái gì mà không dám nói. Bệnh mà không dám nói cô? Không dám nói, sợ mẹ thiếu tiền, thiếu nợ. Không có tiền lo cho nó tự lo mình ơn nó mà lo hết nổi luôn. Bản thân của chị là giấu là mấy năm nay luôn? 2 năm mấy. Nói là không biết nó năm nay là giữ luôn á. Mấy tôi bắt nó về với tôi nuôi lại. Cỡ nào tôi cũng kiếm cho nó, xin mấy bác, mấy anh, mấy chị cứu trợ giúp nó.
là mới nói chuyện về, nó nói mẹ lo được hay không, mẹ lo được, cỡ nào cũng mẹ giúp con được, miễn mà con sống nuôi con của mình, nuôi cháu, bốn đứa này nè. Rồi con bệnh về ung đây. Thư là một cái căn bệnh ngặt mà lại đi giấu gia đình rồi không, gia đình không, không dám nói ra. Không nói, thấy mẹ nó bệnh vậy không nói. Rồi nó hỏi sức mẹ là có sức nuôi con không, có mẹ mò mẹ làm gì cũng được mà miễn nuôi con sống là mẹ yên tâm rồi, mẹ đổi mạng mẹ cho con không được nữa. Nó nói năng nỉ nó vậy đó. Rồi nó tánh của nó là tức lắm. Khi mà cô cũng như là cầu cứu gửi hình ảnh qua nhìn là chị trẻ quá luôn á cô. Thì nó thấy nó còn trẻ, nó hiền, tội nghiệp nó. 34 tuổi. Bệnh là 3 năm nhưng mà 3 năm 2 năm thôi. Cô mới hay có mấy tháng hay thôi. Mới thấy 8 tháng đi. Được cứu nó 8 tháng mà đâu có được thuốc men nào mà hay nhất đâu. Vì sao mà cô gửi hình qua con có sự thật là như vậy không, mà con thấy gì đâu mà con không dám ăn cơm luôn như cô. Được. Giống như quy gút mà ăn gần ăn hết luôn. Không được. Không. Thấy nó ăn không được. Không ngay, ngay cái chỗ mà vết thương á là cái gì đâu nó bể ra thì bể rồi mới tôi biết là nó nặng nề lắm, lại nó luôn kêu nó chạy về nhà với mẹ. Cái gì mẹ mà nó bự gì mà bự lắm. Trời ơi. Rồi nó nứt rồi tôi thấy vậy tôi kêu nó đang nghĩ nó về nhà đi mẹ đi cứu cho con. Đừng có đi Quốc Nam nữa. Thật ra mà mình đã đứt một chút xíu mình chịu không nổi, cái này bể ra nguyên cái tảng luôn. Nó khóc hoài ở ngoài vuông, nó khóc tới nào đào nó khóc nó xỉu á. Đớn lắm luôn. Rồi nó ra mau ra gì nó cũng chịu đựng mình ơi, nó luôn không tôi hay luôn. Trời ơi. Rồi từng về nhà nó ra máu cỡ một ly này á, hai lần mới tôi là hết sức lực mà nuôi nó luôn. Cầu cứu luôn á. Cô thấy gì chắc cô đau đớn lắm không cô? Đau lắm. Không biết cách nào mà nuôi nó được. Thấy cái vết thương mà trời ơi. Dã man. Rồi khi mà về đây ở với con với bể ra con. Được trên đó là con đã nó rồi. Rồi nó ở riêng nó rồi. Rồi về nhà nó thấy vậy nó là tôi buông luôn, tôi không biết cầu cứu bằng cách nào sống nó. Ông thầy nào hay hay á, lợi cứu nó đi. Yeah. Tôi mừng, tôi cảm ơn. Ồ, là cô giống như nhờ anh em mình đến chia sẻ đi. Cũng như có thầy nào hay để giúp giùm cho con gái. Chứ cô, giờ quá nặng. Cô là giờ đang cũng sử dụng thuốc nam hả cô? Sử dụng thuốc nam. Mà mình cũng đi chạy đi kiếm rồi, khắp nơi kiếm, thuốc. Rồi mấy ông thầy nó biết trong clip, trong mạng nó cũng điện lại cho có, thuốc này, thuốc kia. À là có người quay clip rồi hả cô? Có mấy chú đó lại quay rồi xin cái ông thầy nào hay nhất đi lại cầu chú. Cứu nhỏ gái à, là có người đến để chia sẻ rồi chú dạ. Giúp ông thầy nào á hay có thuốc á xin cầu cứu nhỏ gái đó bị bệnh nặng lắm rồi không có thầy thuốc nào á không cứu được là gái này nó mất mạng rồi. Mới người ta thấy vậy người ta tội nghiệp, người ta người nào cũng đem thuốc lại. Đem thuốc lại, người nào cũng đem thuốc lại. Tôi không biết cái thuốc nào mà đắp được. Nghe nói là gì ngải đen, bột ngải đen, rồi bà núi đầy đủ thuốc đầy nào cũng có hết. Mấy bữa nay đầy đủ thuốc luôn. Là thuốc là có hết. Mà nó cũng không có chịu thuốc nào. Kêu tôi đi vô chùa xin Phật. Mẹ đi chùa đốt nhang cho con đi. Nghe nó nói tôi thúc vàng. Cô, rồi bác sĩ là thấy cái bệnh tình của chị là bác sĩ chạy hả cô? Chạy. Rồi nói mẹ ơi bây giờ mẹ đi vô chùa đốt nhang xin cho con phải thật đi. Cho con á mà bao nó thúc chúng đi. Con không bỏ mẹ đâu. Con xong thì con thích mẹ lại nuôi mấy nhỏ này. Nó cái nói cảnh cậu đó với tôi hết hồn quá. Xin cho mấy bà mấy bác cho con đốt mà đắp thuốc cho chúng đi. Hồi nãy là con nghe cô nói với mấy anh em á là cái chị còn sống có được 30 ngày gì đó hả cô? Sao? Thì bác sĩ nói vậy bây giờ. Nói sao cô? Xin bữa nay nó qua bữa nay được á thì nó cũng còn dài lâu. Bữa nay mà không khỏi là nó không. Là không còn được bữa nay là. Là ngày sống là còn chỉ có mấy chục ngày nữa là xong hả? Lúc đó mình nói là mổ hả cô, rồi bác sĩ nói hả? Nói, bác sĩ nói là nó không qua khỏi 3 tháng. Dạ. Em về em kiếm thuốc nam đi, mấy em được vài tháng, được 1 năm. Chứ mà mổ rồi là không qua 3 tháng? Không qua 3 tháng. Nên bác sĩ không có mổ được. À. Không mổ được. Bây giờ tiền đóng ra. Tiền đóng 5 triệu rồi người ta cho về luôn. Dạ.
cho gút về luôn, người ta không cần tiền nữa, người ta cho em tiền cho con cháu ăn đi, đừng mà vô thuốc nữa. Ta kêu là gút tiền lại luôn. Cái lúc, cái lúc mà chị phát bệnh mà chị giấu á, rồi chồng chị có biết không cô? Chồng nó chắc biết mà không nói cho tôi, sợ tôi bệnh nữa. Sợ tôi bệnh ngã một cái nữa là không ai lo. Tôi mới chịu năm trời mà giấu không trời, con bệnh ngày càng nặng. Càng nặng mà nó giấu. Tôi bây giờ tôi không biết nói sao nữa. Đầu đây thời gian đầu nếu mà mình đi điều trị thì có lẽ sẽ hồi phục. Người đang đầu của nó chịu nói á. Nói thì mẹ bệnh không ai lo mẹ. Nó gan đội mạng con qua mẹ, là mẹ đội mạng mẹ cho con. Bây giờ là vậy á, cầu cứu là không đường nào nữa. Có ba đứa con còn nhỏ lắm á cô, mấy tuổi cô? Mẹ nhỏ cháu nó 6 tuổi, nhỏ sau lưng nó 4 tuổi. Rồi vợ con thứ ba nó 9 tuổi. Dạ. Rồi một đứa thì 12 tuổi học lớp 7. Dạ. Ba đứa con. Hai vợ chồng thì ở ngoài trời, chị con gái ở trong nuôi. Con gái đây, con gái của chị nè. Con. Nè, không có, liếc qua đây nói chút nè. Nói chút nè. Con tin gì? Con tin gì nói với chú nè ơi. Người chú cho tiền ăn bánh nè. Chú cho con đi chùa chơi. Thấy chị gái ở trên, chị gái giới thiệu anh em con đến là ở đâu cô? Nhà nó sau chùa. Oh. Liên hệ qua anh em nhờ đến để chia sẻ, nói hoàn cảnh cũng khó khăn. Dạ. Bệnh mấy năm trời rồi không có tiền bạc gì hết thì cũng nhờ anh em đến chia sẻ. Đây con gái đây. Con gái Út đó. Thầy Út đó. Chị nằm trong cô, bây giờ là hàng ngày á, hàng ngày là cô phải rửa gái hả? Rửa vết thương cho nó một ngày 5 lần, thuốc men đắp cho nó một ngày 3 lần. Ồ. Một mình tôi lo hết. Nhưng bữa giờ là thấy vết thương nó có đỡ hơn không cô? Thấy nó hơi khô hơn lúc trước chút. Dạ. Mà nó đau thì còn đau vậy. Con thấy có cái lỗ luôn á trời. Lỗ. Rồi sâu sâu. Có cái lỗ mà sâu vô trong luôn. Sâu trong luôn. Mới nói là mẹ ơi con đứt một khúc gì. Nói một câu đó mới tôi khóc hoài. Đứt một khúc gì? Nó nói mình của nó là như đứt một khúc vậy đó. Trời ơi. Chắc đi nó thốn. Chắc đau nhất lắm. Gì cần hết cơ thể luôn. Đâu còn. Rồi cầu cứu mẹ con cho sống thôi con. Ừ. Cô thấy mà con như đau đớn như chắc cũng tan nát lòng hết. Tan nát lòng, nói chuyện với nó là nó nói không được luôn. Tôi muốn khóc, thấy vậy tôi khóc, tôi chạy đi ra sau khóc tả mới tôi lau mắt vô mới tôi chạy vô nó nữa. Tội nó. Một đời này mới có chồng ba đứa con, không biết đi đâu chơi đâu. Vậy là biết làm là chồng có ba đứa con, chị còn trẻ tuổi nữa. Tại mà nó đừng có giấu, nói mẹ ơi con bị này bị kia, bà nội nó chết mới nói. Bà nội mất. Bà nội nó mất rồi. Bữa nay là chôn mà nội nói chuyện mới nói là mẹ ơi con đau quá, ngừa quá, mới tôi đưa đi bệnh viện mới là biết đâu. Cô hay là cô đưa đi bệnh viện liền luôn. Đưa đi liền, cho nó đi thăm liền. Vô người ta nói như vậy, bệnh viện cũng nói là bác sĩ nói là không có mổ được, không có nên mổ. Về tới bệnh viện ông bú hết 2 tháng mấy rồi người ta đuổi về, người ta nói không được nhập viện. Trời đi căng hết rồi em ơi kiếm người nhà đi. Rồi xong rồi tôi cứ nói bây giờ con đặt xe lên về đây rồi đi thuốc nam. Dạ. Ở Kiên Giang, thầy Kiên Giang cũng cứu nó được 1 năm mấy đó. Làm thấy thuốc nó uống thì nó là chân thương, nó không chịu nhỏ, không chịu nhỏ lại, nó bự hoài. Càng ngày càng cái vết thương càng căng lên hoài. Mới là thấy vừa thấy căng bự vậy là vừa nứt rồi. Dạ. Nứt là rất sức rồi. Nó hỏi hoài trong mình con sao, nó nói ăn được, ngủ được, mẹ ăn sao, cứ giấu dữ hoài. Một lần nào hỏi trong mình con giấu hoài. Đau đớn như phải nói mình biết. Không nói luôn. Không nói cho mẹ biết. Chưa bao giờ mà nào. Chưa bao giờ mà con thấy mà cái vết thương của ai mà nó bể mà nó bự nó to đến mức độ mà nó giấu hoài. Kinh khủng. Sợ mẹ lo lắng quá. Rồi giấu giếm. Nó giấu vậy rồi. Gặp gia đình khó khăn rồi giấu giếm rồi. Cái căn bệnh càng ngày nó càng phát triển. Nó càng to. Đau ở đâu? Nhất ở đâu con phải nói cho mẹ lo. Dạ. Đúng rồi. Tới nằm chỗ vậy mới nói đó.
giờ ngày ăn uống này kia được không cô? Thì ăn bữa nay hồi sáng giờ ăn được 3 muỗng cơm, cái lúc nó là 3 muỗng. Dạ. Bữa nay tôi thấy những lúc cơm đó. Mấy đứa nhỏ là giờ cũng ở đây luôn chị. Ở đây tôi còn chồng đi làm, dạ. Chồng đi làm ha. Làm. Dạ. Nó uống thuốc. Trời ơi. Ngày có ngày không. Dạ. Giờ về đây là nhà cô ha, đâu đâu. Nhà chồng cô cũng ở nhà bà già chồng luôn đó. Cho cô mình vô trong thăm chị Lai đúng không cô? Chị Lai, thị Mỹ Lai. Chị Lai, 34 tuổi ha. Dạ. Trong nhà đây, trời mưa luôn anh em ơi. Trời đó. Chào chị nha. Em chào chị nha. Nay em đến đây để chia sẻ về cái hoàn cảnh gia đình mình á. Thôi anh cô ngồi đi cô ngồi đây luôn đi. Ngồi ba nè, nên ngồi được không? Thôi cho chị nào. Cho chị làm. Chắc chị là mới rửa xong hay? Mới rửa, mới rửa. Ăn uống gì xong chưa cô? Ăn cơm được 3 muỗng hồi nãy đó. Bữa nay thì yếu quá. Cô ngồi lên đó được. Đi. Cô vô trong ngồi cũng được. Giờ chị thấy tình hình sức khỏe chị sao rồi? Em mời á. Bị đau hả? Trời ơi. Cái chị bị là bị bên đây hả? Bên kia hả? Bên đây. Nó to hơn bên kia luôn đúng không? Nó gấp bên này đi hớp rồi. Sao mà chị bị mà chị không nói mẹ biết mà để lâu quá trời vậy, giờ bệnh nó nặng quá trời luôn rồi. Trời mẹ lo hả? À là mẹ chị á hả? Mẹ đang bệnh nên chị không có dám nói. Rồi hàng giờ hàng ngày chị có uống thuốc có này kia không, uống thuốc gì không? Uống thuốc nam. Thấy có bớt không chị? Thấy có đỡ chút nào không? Đau nhất. Giờ cứ nằm miết gì đó cô. Lên ngồi thì nó thâu thâu nó ngồi cũng được. À ngồi là bị đau. Dạ mình đau vậy đó. Ngồi là đau vậy. Dạ. Giờ là phải nằm không vậy con ha? Nằm. Ban đêm ngủ cứ được. Một đêm gì nó ngủ được 2 tiếng đồng hồ. Dạ. Đi con đi đến. Chồng thì lo đi nuôi con. Dạ. Cái nhà để mà kiếm nợ dữ lắm con. Mấy năm trời này nhà mà con giúp một người túc túc gì đó. Dạ. Mẹ có cái bệnh nữa thành ra giấu á. Không thấy cái gì mà dính vô bệnh hoạn à, lâu như vậy rồi. Không có gia đình nào mà bệnh như nhà, gia đình này từ mẹ tới con. Mẹ bệnh thôi, bệnh nhiều lần trăm triệu quá, trăm triệu hơn chứ. Mỗi lần đi viện là tốn tiền nhiều đúng không cô? Tiền nhiều, đi dịch thâm dụng đó. Dạ. Rồi lai nó đâu nha, nó mấy chi dụ nó bệnh. Thành ra phát hiện là nặng luôn. Từ khi mà chỉ đi vô bệnh viện rồi đi về đây tới nằm ở nhà tới giờ là bao lâu rồi cô? Là một năm mấy. À, là nhà. Nó bộ, thấy là một năm mấy là nó phát ra là nặng luôn. Nó giấu 2 năm mấy. Cô lại thầm thay cái tình trạng này là cô phải nói gì hết chưa? Cô lại thấy cháu nằm dưới cũng kêu cô nội. Nhà nó khác luôn. Hỏi con là con mấy khỏe không có gì đi chị nó giấu không là ai đâu nó giấu là không nó giấu là thấy quá trời rồi chị nói là chị khỏe không à cho mẹ ai thấy không có nhân chịu nổi tội nghiệp bạn bè nó cái gì cũng không than thở cho ai biết hết trơn nó là dâu khỏe trong mình chị nó ngã vậy nó mới là biết là xoan biết hết trơn luôn. Sau cái phút ban đầu á mình mắc bệnh đó chị rồi nó cũng đau đớn chứ sao mà không đau được thì sao chị không nói với gia đình để lo mà đi điều trị có thuốc uống giảm đau mua thuốc tây giảm đau mà thấy chồng nó lỏng có tiền không dám thở than gì khi mà chị đau nhất ở trong cái cơ thể á rồi lúc nào mà chị mới phát hiện ra là cái căn bệnh ung thư lúc mà đi có đi khám bà nội mất tuổi đi khám đi Sài Gòn rồi ta gặp mấy cái tàu rồi có kết quả là ung thư mà nó bị đi chăng
đông gan phổi thì bác sĩ nói di căn qua phổi nữa hả chị? Qua phổi qua xương. Rồi lúc đó là nó to chưa? Nó cái lực nó nhỏ à? Cục ung thư á. Nhỏ xíu à. Dạ. Lúc đó là nó nằm ở trong á, nó nằm ở trong nó nhỏ. Hai hộp nó nhảy nó như căng. Rồi không ngủ được. Người ta là lấy kết quả là ung thư. Lúc đó chị lo sợ dữ không? Lo sợ rồi không dám ngủ rồi về nhà kiếm thuốc nam. Sao chị không nói với mẹ, tâm sự với cha mẹ rồi lo cho mình? Thấy không có khả năng. Không có khả năng. Thì cái gì cũng vậy, không có khả năng sợ mẹ. Cái phút ban đầu á là mình cố gắng nó đỡ về sau này cho mình á. Chồng chị có biết không? Chồng chị Lai có biết không? Biết. Chị dặn hay sao mà chồng cũng giấu luôn. Lúc đó là khi mình phát hiện bệnh là mình có đi bệnh viện không? Ráng làm chống tôm đi đặn đi chữa bệnh. Ráng làm về làm chưa được. Cũng ráng làm kiếm tiền để đi trị bệnh, nhưng mà khi mà đi khám rồi thì lại giống như bệnh nặng quá. Nặng quá rồi người ta buông tay luôn. Dạ. Bây giờ tính đi cũng biết đi bệnh viện nào luôn. À, tại mình đi bệnh viện lớn ở Sài Gòn rồi, tiến trên rồi. Thì biết đi đâu hả? Dạ. Cái căn bệnh mà nó đâu có chờ đợi mình được đâu. Mình bệnh nó phải đi liền chứ đâu có đợi mà để... Dám nói. Sợ mẹ không có tiền, sợ mẹ bệnh thêm, không ai lo cho con nó. Dạ. Nó giấu cái này. Tại mà nó không giấu thì nó cầu cứu nó được. Dạ. Mất lại rồi không biết sao. Nằm một ngày, đau hết biết bao nhiêu rồi đó. Uống thì cũng uống tùm lum hết trơn chứ. Uống tùm lum mà không trúng cái nào luôn. Chưa có thấy cái nào bớt hả cô? Chưa. Có thuốc tây giảm đau được cái nửa tiếng à. Từ uống vô được nửa tiếng nó giảm được chút xíu rồi nó uống nữa. Dạ. Thuốc tây à. Một bên đó là một ngày nó một to lên không? Một mọc. Bên một ngày một to không có nhỏ. Chứ không có nhỏ lại, chỉ to thêm thôi. Thì chị cảm thấy trong người mình như thế nào, chị có được khỏe không? Kêu tôi đi đốt nhang sinh Phật đi. Cho con trúng thuốc nào đi, cứ nhẹ mình mãi. Ngồi vậy là đau, mà nằm thì lại thấy khỏe hơn, dễ chịu chứ không chị ha. Đau á. Trời ơi, hình ảnh mà xót xa quá. Chị kêu cô là đi vô chùa hả, xin Phật hả, xin làm gì? Tha cho uống thuốc được hết bệnh, cho uống thuốc mà hay hay. Không mà nhưng nếu mình giả cho uống trúng thuốc thuốc nam để cho mình hết bệnh đúng không? Ừ. Tối chị ngủ chị có niệm Phật được không? Có. Ráng niệm Phật vô. Chị cũng muốn hết bệnh để còn lo cho con này không? Chị có sợ không? Có sợ mà cái căn bệnh như thế này mà sợ rồi mấy đứa nhỏ này kia không? Có lo không chị? Cũng lo. Ừ. Hay gì cái lo lắm. Lo có dấu bệnh đó. Chị còn trẻ quá chừng nữa. Nói cho bạn nói tuổi. Giờ ăn uống thì mình cứ ăn uống bình thường hay con ăn uống bình thường mà ăn không được. Con cái là vết thương, con cái là vết thương nó hành á, hành quá đau. 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 Không được. Cái nhà thì nãy giờ thì trời mưa quá nên anh em cũng tặng chút xíu để tiếp tục để hỏi thăm gia đình đó. Yeah. Nãy chị nói sao? Chị nói là kêu cô hả đi vô chùa hả để làm gì chị? Dạ, chị Lai. Em xin Phật được khỏe, mau hết bệnh, còn uống chống thuốc được khỏe. Cái tấm hình mà gia đình gửi qua bên con á là tấm hình hiện giờ là chị, cái vết thương nó vẫn vậy hay là nó có nhiều hơn không? Nó vẫn vậy. À, vẫn vậy luôn. Là cũng mới chụp đây hả chị? Mới chụp. Chồng chị đi làm rồi có thường về đây thăm chị không? Có. Bây giờ thì hồi nãy chị nói là chị cũng muốn đi vô bệnh viện ở thành phố hả, để khám hay sao? Hôm bữa nghe nói là đưa lên trển, bác sĩ cũng nói là về uống thuốc nam mà đúng không chị? Muốn đi khám thêm một lần nữa. Muốn đi một lần nữa để khám. Ở nhà bây giờ là uống thuốc tây không cô? Thuốc tây là nó mua tiệm á, đi bệnh viện mua một dĩ á, là một triệu tám giảm đau á bây giờ. Đúng rồi. Bây giờ đúng hết rồi, nó quen thuốc nữa rồi. Thế là chị đau đớn quá. Đau quá nó uống được, nó không chịu, nó quen nữa rồi. Hiện giờ là chị đang uống thuốc nam là thuốc gì cô? Thuốc
Bắc Nam là không biết thuốc người ta kêu gì nó đem lại cho cây lá không à? Có bà Hà núi không cô? Lúc trước thì có uống, bây giờ tính chiều nay cho uống nữa. À, cứ tiếp tục cho uống đi, bà Hà núi nữa. Hay rồi chiều nay sắp cho nó uống nữa. Nó là như bác sĩ nói đoạn 4 rồi, bây giờ cũng dạ cái này nó bu nứt rồi. Dạ 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 cái này nó bị nứt rồi, nó căng rồi, nó căng mình mãi nó hết rồi, nó đau đớn nhất lắm. Dạ con sen trắng 3 bông. Sáu bông trang trắng. Bông trang trắng. Dạ. 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 Dạ, trên nữ bằng cung nhà có. Dạ. Có. Dạ. 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 Cẩm Hiền ơi, con lấy giấy ghi với Cẩm Hiền. Dạ. Bông trang trắng. Sáu bông. Ba miếng hả thầy? Thầy thuốc cũng từ ở xa xôi á, thì điện qua gia đình cũng như chỉ cho chị. Bông trang trắng. Dạ, bông trang trắng. Bài thuốc để chị bệnh ung thư cả nhà. Bông đu đực 9 bông. Chị bông đu đủ đực rất là trẻ mà còn bị bệnh. Dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Một lá trên nữ hoàng cung. Hoàng cung chín bông hả? Ai cũng quan tâm đến chị hết. Quan trọng là giờ chị phải chị lai phải gán uống thuốc. Chị có uống thuốc chắc có uống hả chị? Mấy cái loại thuốc mà. Bạch Hà núi lao đủ thì chắc có uống nên chị phải gán. Dạ. Nãy cô nói cô dặn hả? Nhìn dạ. Mấy đứa nhỏ đi uống thuốc hả cô? Dạ. Chừng nào nó muốn uống thì nó khó thì nhớ tới con ba đứa bốn đứa nó phải dạ. Uống hết một ly thuốc. Dạ. Kêu nó vậy đó, năn mình nó vậy. Đúng rồi, thì còn tới ba đứa con là phải gán. Còn vàng đó không có ngắn được, các con ơi gán đi. Thành tâm vô thì mình uống thuốc thì chị sẽ vượt qua căn bệnh thôi, là chị khỏe lại. Nó khó uống rồi chị, nó làm sao chị? Cũng dễ uống. Ừ, nhiều bài thuốc. Gán uống ha. Nhiều bài thuốc nó đắng lắm đúng không? Uống hơi cũng hết. Hơi mọt. Nên bệnh mà đắng, dù đắng cỡ nào đi nữa mình cũng gán uống. Gán, nhớ thì con nó phải gán uống. Dạ. Hiện giờ cô ở trong nhà này là với ai, mấy người? Thì với nó à, cô với lại chị Lai, mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ đó à, còn ai nữa không? Chồng thì đi làm. Chồng thì làm. Dạ. Chồng thì đi làm, kiếm tiền, kiếm được. Thì bữa nào có thì có, bữa nào không thì không. Chú không? Chú thì đi vuông. Con dạ. Ráng đi. Ở đây con thấy đâu là làm vuông con. Dạ, ha. Ở đây làm vuông. Mà nó vuông làm chúng đâu 4 năm nay rồi thất hoài không có giá. Rồi nó lộ dính nợ hoài. Dạ. Rồi một lúc bệnh nữa. Rồi một lúc bệnh mẹ rồi tới con. Cô tới mấy người con lận? Có hai người con mà con trai người ta có vợ đi riêng rồi. Dạ. Với lại chị Lai thôi. Dạ với nó. Và nó gái đồng lòng này là nó đứt lòng đứt ruột rồi. Thì cô mà hay chị bệnh thì cô sự được đau lòng nhất là gì? Đau lòng với nó là lòng quyến khúc rồi. Cầu cứu khắp nơi đi. Cầu cứu khắp nơi bây giờ mà không cầu cứu không biết làm sao luôn á. Rồi giờ tới chị. Sao? Bây giờ là chị ngồi đâu được không chị? Chị Lai. Ngồi lên ngồi nói chút đi cho mấy chú. Ngồi thì được nha. Nằm thì mệt người nằm. Đâu chị ngồi vậy anh ngồi được không? Đau lắm dạ thương.
Là chị là 34 hay 36 cô? 34 tuổi. Mắc cái căn bệnh sự hiểm nghèo. Từ mẹ tới con. Vết thương là mình đã dán là hay gì dạ, cô? Dạ, bây giờ muốn coi thì cho coi. Dạ, mà dạ. Sợ coi thì coi. Dạ. Dạ. Sợ. Mỗi lần rửa này kia chắc đau lắm hả chị Lai hả? Mày chịu đau lắm. Dạ. Giống con nhìn giống như bị thúi thịt vậy đó. Ừ. Hoại tử. Ừ. Cái gì cũng nhìn hết trơn á. Dạ. Nhắm mắt. Cấm thôi, cấm miệng, chịu đựng. Không có mẹ đau đớn, không có mẹ khổ nữa. Dạ. Mình nhắn chống chọi cái tội đó. Bây giờ chị có đau cái gì thì phải nói cho mẹ biết á, để biết mình uống thuốc này kia chứ chị giấu. Chị cứ giấu gì sợ mẹ lo gì giấu rồi bệnh càng ngày thêm nặng á. Cái thời gian được rồi quá trời lâu luôn. Quá trời lâu luôn. Giấu chị dám nói. Bây giờ như người mẹ này nó đứt ruột, nguyên khúc rồi đó. Dạ. Nhìn con là không biết nói gì là ra nó phải không? Dạ. Nhớ tới con là nó mẹ nó đứt nguyên khúc. Dạ. Vừa chạy xe vừa khóc. Dạ. Này thì anh đi kiếm tiền cho con, đi kiếm thuốc cho con. Ồ, kiếm lại thật cho con uống thuốc mau hết bệnh đi, xin thật để mạng sống cho nó. Dạ. Đấy, còn con nhỏ này kia tương lai còn dài lắm luôn. Tương lai dài lắm. Yeah. Đang nỉ nó hoài. Gan đi con ơi, đừng có mà suy nghĩ gì ngăn ngủi vậy. Yeah. Cứ lạc quan lên chứ anh đừng có suy nghĩ sâu xa quá. Cứ nghĩ gì mấy đứa con mình à, tự nhiên thì từ rồi căn bệnh mình nó vượt qua chị ha. Thì con đến chia sẻ thì cô có cái mong muốn gì muốn chia sẻ không? Khi cái khó khăn hiện tại của gia đình mình á, khó khăn lớn nhất là gì? Trong gia đình là nó khó khăn dữ, rất là khó khăn luôn. Dạ. Tại mà mình làm không có được tiền nuôi nó mà nó bị bệnh là tiền lớn không. Dạ. Mình xin là Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho nó thoát cái bệnh này. Dạ. Được tiền cứu trợ cho nó, thuốc men. Hàng ngày giờ ở nhà là mình tốn chi phí. Nhờ bà con á, làng xóm nó giúp một người 200-300 người, bà con anh em từ xa nó giúp được một người chút. Dạ. Rồi mấy bữa nay nó thấy Mạnh Thường Quân bên Hoàng gì? Hoàng Xanh. Nó giúp được một người 200-300 đô cứu nó. Dạ. Cũng ở ngoài từ nước ngoài mấy anh mấy em nó thấy vậy nó giúp. Anh chia sẻ thì cũng có cái nhà tâm giúp. Lòng quá. Dạ. Tại vì anh em còn ở xa quá. Dạ. Anh đến thì chia sẻ thì cũng kết nối với nhà hảo tâm. Cũng chút xíu thì cô có đọc số điện thoại của mình lên được không? Đọc số điện thoại lên đi. Ví dụ ai thương thì có thể giúp trực tiếp á. Tại vì con ở xa. Dạ. Dạ. Cô đọc đi cô. 0399. Dạ. 465401. Rồi cần số nhà không? Địa chỉ nhà cũng được. Đọc luôn cô. 231. Dạ. Ấp biển Long B. Ấp biển Long B. Ấp biển Đông B. Đông B. Xã Vĩnh Trạch Đông. Dạ. Thành phố Bạc Liêu. À. Nó bị bệnh vậy nó là không trong làng trong ấp này không có nhà ai mà bệnh như nhà tôi vậy đó. À. Mẹ tới con. À. Cô bệnh xong rồi giờ tới. Tới con. À. Không có. Tôi gồm tôi rất là tôi suy nghĩ không ai như gia đình này. Nếu mà bình thường không có bệnh đau thì đâu có đến nổi đúng không cô? Không đâu có đến nổi. Gặp khó khăn như vậy. Từ 3 năm nay nó chiếm xuồng luôn. Dạ. Thì chị, anh chị có nhà cửa rồi không cô? Chị Không có nhà. Không có nhà? Dạ. À. Ở trời, ở vuông rồi tôi kêu lên nhà ở. Không có nhà. Mà ba đứa con. Thì cái hôm mà cô mà phát hiện bệnh của chị á là ai nói cho cô biết hả? Thấy nó đi hoài. Thấy nó đi vuông hoài. Rồi hỏi nó sao con đi hoài không ở với mẹ. Mẹ ở nhà mình ơn, có chuyện gì nói cho mẹ nghe. Nó nói con không sao không. Mẹ thấy con là có chuyện gì rồi mới con lo được mẹ lo, mẹ giúp. Dạ. Nó nói mẹ giúp không được đâu. Con bệnh giùm lắm mẹ giúp không được đâu. Rồi kêu nó lại ngừng lại nữa, thấy một bước nữa. Nó không chịu, tôi chạy vô vuông kêu nó nữa, tôi thấy nó, tôi muốn xỉu rồi. À là thấy cái vết thương hả cô? Thấy hết. Là lúc đó chị đang rửa hay vết thương hay sao mà cô thấy? Thì thấy nó là nó giấu hoài. Trời ơi. Rồi mới kêu đi chạy thuốc nam.
một ngày càng lớn càng lớn càng lớn tới lúc trước là còn nhỏ lúc mà cô ăn nhỏ cỡ này nè mới giấu tôi như vậy đó. Rồi chừng lớn mới tôi phát ra thấy nó vô nó xong mà nó bự một bên. Dạ. Mà nói chuyện gì mà giấu tôi, rồi tôi kêu nó lại tôi xẻ cái áo nó coi mới chứ nó thòng. Cô dạch cho cô coi luôn. Là cô biết là có vấn đề rồi. Biết mới nói là không với tôi nó không mua cho mẹ biết. Sao mẹ lo mẹ bệnh thêm nữa con chịu không được. Mới là biết nó nặng luôn đó, kêu nó đi thuốc nam luôn á. Thì giấu vậy là có chuyện gì rồi mẹ chị là đau lòng dữ lắm. Con nói á, mẹ giúp con không được đâu nặng lắm. Mà mẹ nói là mẹ giúp con không được đâu. Con nặng lắm. Với tôi nói mà giờ nào cũng mẹ xin mà con có bán, cũng lo cho con. Mẹ giờ nào xong mẹ chịu. Chị có mệt không? Hả? Chị có mệt không? Chị nằm đi. Trời. Ngồi được không? Thôi nằm đi, thấy chị ngồi yếu sao? Đâu? Nằm đâu? Không nói, không nằm đi chị. Nói, nó biết. Cô đỡ cho chị nằm xuống đi cô. Đợi em nó đau á. Bây giờ là đang đắp thuốc luôn cô. Đắp ngã bây giờ rửa ra rồi không đắp nữa. Một chút nữa mới đắp lại. Và đắp cái ngải đen. Ngải đen. Ngải tươi đúng không cô? Ngải tươi. Đợi người ta đem tới thì mình làm đắp liền. Người ta đang đem ngải đen ngải cái tươi đến. Chứ bây giờ là chưa đắp. Bữa giờ có đắp không? Mấy ngày rồi không đắp. Hồi đâu bây giờ chưa mới á. Để mình đắp đi biết đâu hút độc ra cái là hết. Người ta nói đắp liền là nó hết nhất. Dạ. Mà ăn được ngủ được mới tôi lại ông trời ơi lên sớm đi. Nó đang đợi đang. Là cái đó là ngải đen đó là mình mua hay là ta mua. Mình mua. Một ký là nghe 350. Một ký 350? Dạ. Trời ơi. Nó cũng mất tiền ghê luôn. Mua 2 ký. Dạ. 2 ký cho chị. Chị cũng ít nói nha con ha. Bởi vì nói ở nhà cũng vậy có nha. Gì cái cơm trong bụng nói với bà con có bác làng xóm lắm. Biết là cười vậy đó. Dạ. Nó đau cỡ nào cũng nói cho ai biết hết chưa. Bệnh rồi. Căn bệnh nó đau đớn đến mức độ đó mà chị cũng gán giấu mà tới 2 năm trời. Nghe ở đâu làm phước thì mẹ ơi đi mẹ làm phước đi mẹ ơi cho tiền bà già đi cho con mau hết bệnh cứ nghĩ hoài ra đường mà thấy ai lớn tuổi cứ đi cho tiền đi để cho chị hết bệnh. Tiền người ta cho nó ăn hồi thầy thuốc men thì nó cho già bà già tu á. Dạ. Rồi tôi nói xong để cho mình lo mình này. Nó nói á tàu cứu con là xin bà già tu đó cho phước nó. Dạ. Cầu mong cho nó mau hết bệnh, nó nói gì vậy? Bây giờ cũng mong cho chị mau uống thuốc nào để trúng thuốc và hết bệnh. Chứ bây giờ thấy gì vậy nằm gì thôi, xót xa quá. Xót lắm. Dạ. Ngày tôi thấy nó nằm tôi đi, tôi dòm nó mà hồi khóc. Tụi em đến cũng gia đình cũng như là bạn của chị Lai cũng liên hệ qua anh em. Dạ. Gửi hình ảnh qua nhờ đến để chia sẻ. Dạ. Kết nối với tùy duyên gửi đến quý hảo tâm á. Dạ. Để giúp cho chị phần nào thì chị. Dạ. Có 3 đứa con. Dạ. Nếu mà chị bệnh như vậy thì cô thì giờ cô cũng lớn tuổi cô đâu có làm gì ra tiền đâu. Không, gì ra đâu. Dạ. Hôm nay anh em còn đến đây. Dạ. Hy vọng khi mà đăng tải những đội đồ lên thì lại nhận được cái tình thương từ nhà hảo tâm á để. Dạ. Giúp cho chị Lai. Dạ. Bà đỡ một phần nào á. Dạ. Cô á. Dạ. Dạ. Mẹ này một ngày sống một ngày bệnh một ngày đi được một. Dạ. Ngày mò. Hôm nay đến đây thì con cũng trợ duyên cho gia đình mình một ít tiền từ quý nhà hảo tâm ha cô. Dạ. Để cô lo thuốc men cũng như là ăn uống cho chị á. Dạ. Dạ. Thì bây giờ thì anh cũng xin phép quý nhà hảo tâm thì cũng gửi cho gia đình. Dạ. Chị Lai một ít tiền á qua kênh quỹ của anh em. Đầu tiên thì có chú Dân với cô Hồng và Kiều Mỹ. Dạ. Gửi cho 1 triệu hả cô? Dạ. Dạ. Gia đình. Dạ. Cháu Lợi và Kiều Mỹ. Dạ. Là 1 triệu. Dạ. Cô Phan Úc và Kiều Mỹ là 500. Dạ. Cô Ngọc và Kiều Úc là 500. Dạ. Chú Xuân và Kiều Mỹ là 500. Dạ. Chị Phượng, chị Hạnh ở Sóc Trăng là 500. Dạ. Đó, vì tổng số tiền mà nay con gửi cho cô là 4 triệu nha. Dạ. Cô ha. Cảm ơn. Cảm. Dạ. Ơn tất cả mọi quân quân. Dạ. Chị cố gắng nha chị Lai nha. Dạ. Rất là nhiều người quan tâm đến chị á. Đó là chị phải cố gắng.
đây cô nhận được, cô đếm là giùm con nhé. Dạ. Nãy con cũng nói vừa đếm nè cô. Dạ. Đếm. Cô đếm là giùm con. Đếm là đủ hả? Dạ. Đếm là cô cảm ơn tụi con. Dạ. Quân hết tất cả luôn, giúp đỡ. Cô cố gắng, khi quan trọng là cô nè, bây giờ cô phải gắng giữ gìn sức khỏe để lo cho chị Lai á. Dạ. Cô không lo là không biết sao luôn, mấy đứa nhỏ nữa. Dạ, cảm ơn. Dạ. Quân kinh quý xã tộc thì cũng có cái tấm lòng. Thì hoàn cảnh của cô thấy mà chị còn trẻ mà mắc cái chứng bệnh mà đau đớn hàng ngày á cô. Dạ. Cũng hy vọng là cũng tiếp tục nữa thì có mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình mình á. Dạ. Thì tiếp theo nữa là có chị Phương là Việt Kiều Mỹ là gửi cho gia đình mình là 500. Dạ. Rồi cô Mai, cô Phượng, Việt Kiều Mỹ là gửi cho gia đình mình 500 nữa là 1 triệu nha cô. Dạ. Rồi, xin phép quý mạnh thường quân gửi mấy cho gia đình luôn. Chúng ta lại mỗi người một ít. Dạ. Thì không có lớn gì. Mọi người giúp đỡ cho chị. Cho cô ở đây là nó bị vậy đó, mình bệnh vậy. Bệnh rồi chị có uống sữa gì không cô? Uống không được, bác sĩ cho uống. Không cho uống hả? Dạ. Bây giờ là không ăn uống gì được. Ăn rau không? Dạ. Rau luộc. Gán niệm Phật gì Lai? Chị có gửi lời nào đến quý mạnh thường quân không? Gọi lời cảm ơn mà lời cảm ơn tất cả mạnh thường quân và được giúp đỡ tiền cho em được ăn uống. Bây giờ nãy là chị nói chị cái mong muốn như thế nào đó, chị nói lại cái nãy trời mưa quá em không nghe được á, mong muốn của chị hiện giờ là như thế nào? Mong muốn mạnh thường quân giúp em được ít tiền đi khám bệnh trở lại để hết bệnh để nuôi con. Dạ, dạ, nuôi con. Phụ với chồng nuôi con nha. Dạ. Sự chị nhìn chị nằm đau đớn gì đâu quá. Đau lắm. Mà chị rất là đau. Chị mạnh mẽ thiệt, vết thương như vậy mà chị tính ra chị rất là mạnh mẽ luôn. Rửa lần nào cũng khóc. Dạ. Là nó nói mẹ ơi con đứt một khúc rồi. Nó nói mẹ ơi con đứt một khúc mình rồi. Trời nó ơi. Nói một câu này á là cô gung tay làm không được luôn á. Mình cảm giác như bị đứt cái người ra luôn á chị. Đang không có nói là đứt hết một khúc rồi mẹ. Nói mẹ ơi con đứt một khúc thế rồi. Trong cơ thể mình mà tự nhiên nó bị ngoại tử một lỗ như vậy thật sự thì không có. Một lỗ này nó rất là mau quá. Dạ. Cỡ nửa tháng là nó hết một lỗ. Nó ăn biết ăn bằng cách nào chút mà hết thịt. Ăn như vi gút ăn thịt. Từ bữa một ngày á là thấy chút một ngày thấy chút. Nó biến mắt kỳ lạ luôn. Biến mắt kỳ lạ luôn á, một khúc vậy luôn. Có gớt không? Cô lúc cô rửa nó có gớt thịt chứ không? Thì không thấy. Thấy gớt mà nó chừng mà mắt lộ một lộ gì đó. Mắt mà không thấy được. Không thấy luôn, nó tự ăn hồi nào không biết. Thấy mà rửa một ngày không biết mấy lần, năm lần rửa. Mà nó rửa thấy sao mà nó lung dữ ta. Đi hỏi bác sĩ nói là phải chịu thôi, nói một câu vậy. Bác sĩ có la không? Cô có la là tại sao không đưa mà chỉ vô sớm? Không la gì luôn, nó nói phải chịu thôi, nói vậy. Bác sĩ nói phải chịu rồi. Khi mà mới phát hiện, con nghĩ là khi mà đem vô bệnh viện lớn ở thành phố á, là có cách để điều trị cho chị, đâu có để nặng như vậy đâu. Thì hại mà nó không giấu là đâu có gì. Dạ. Biết sớm là nó cũng chạy á, nở lần cỡ nào cũng chạy, đúng mà rồi. Nó không chịu nói. Tại sợ mẹ làm không được. Tánh chị cũng kiên cường quá trời. Nói là mắc sợ mẹ nó rồi. Bị một lần nữa, sợ mẹ nó nằm viện nữa. Mắc cái chứng bệnh mà cũng như thập tử nhất sinh như nó mà lại giấu gia đình, sợ mẹ lo. Sợ mẹ lo, tại mẹ bệnh nằm viện hoài hả? Chị sợ là gánh nặng của mẹ hả? Nói đừng có sợ nữa. Đừng có sợ mẹ gì lo hết. Hết mức luôn. Đúng rồi, bây giờ thì cũng có quý nhạo tâm và quan tâm chị nên là chị phải cố gắng để vượt qua căn bệnh đó để trở lại cuộc sống bình thường, đừng có giấu gì mẹ nữa nha. Nói mẹ không bệnh đâu, mẹ khỏe, mẹ lo con được, đừng có giấu nữa. Cái chị bệnh trong người, chị đau đớn mà chị giấu là chị cũng buồn trong bụng cũng lắm luôn đó. Lo lắm đó, nhưng mà sợ là cô lo theo. Bây giờ giống như con bệnh quá nặng rồi nên là chị không có giấu được nữa. Không có giấu đâu, bây giờ từ nay về sau đừng có giấu nữa. Bây giờ cũng phải nói với mẹ biết, với mẹ chạy được. Dạ. Biết được tìm cái cách á, cái hướng để giải quyết á, chứ giấu mà ôm trong lòng gì hoài. Tới chừng mà đổ nặng ra thì nó đã mẹ bó tay rồi. Là có nhờ mạnh thường quân lợi giúp mới được. Thuốc men là chạy tới liền liền vậy đó.
rồi nó không có mẹ la làng lên sao ai biết được. Bệnh này mà không có thuốc rồi thì sức khỏe nó càng ngày càng yếu. Nó la sao mẹ nói cho tao biết vậy? Nó nói vậy nữa đó. Ồ, nói vậy hả? Sao mẹ nói cho tao biết vậy? Là nói cho ai? Nói cho ai? Như tôi nói với bà con làng xóm, cô bác đó, nói con tôi sao mà bị vậy? Yeah. Nó hỏi nó, mới là nó giận thêm nữa. Oh, người ta lại hỏi thăm nó giận nữa, nó khóc lóc, nó giận tôi, nó chạy vô chọi nó nữa. Lúc mà nó thấy cũng vậy nè. Yeah. Giống như chị Lai là không muốn phiền lòng đến ai hết. Không, không phiền lòng. Tự chịu. Không phiền bà con cô bác nào, tự chịu mình ơi. Tiếp rồi, bà con cô bác thấy cái chứng bệnh của mình vậy á, người ta biết cái bài thuốc ta chỉ mình thì chỉ hết rồi sao mới mau hết được. Mình đau buồn hay gì mình cứ chia sẻ để cho không biết mình người khác để giúp đỡ mình nói. Nữa để như quá nặng bây giờ thì hy vọng uống thuốc nam hay là thầy làm gì á mình cứ làm đi. Hy vọng là nó nghệ đen với xanh với mặt Hà Nội á, bây giờ hy vọng có ba màu đúng này. Rồi những cái bài thuốc hay nhất hiện nay là rất là nhiều người bị bệnh mà nghe người ta nặng nói luôn đó mà vẫn chỉ hết nó học nó mà nó không chịu á, nó nói mẹ ơi mẹ đừng có lo gì, hồi tới mẹ bệnh không ai lo mẹ đâu. Yeah. Nói câu này là tôi không biết nói sao, tôi khóc nữa. Yeah. Thì giấu đây mẹ biết mẹ còn buồn thêm, mẹ bệnh thêm nữa. Thì chị lấy chồng là lâu chưa? Lấy hồi lúc 20 tuổi. 20 tuổi. Bây giờ mấy năm rồi? Mười mấy năm á. Nó, có một mình nó và tôi có một đứa nó à. Gì không có tâm sự với ai? Không có tâm sự với ai chứ. Có mẹ thôi cũng sợ mẹ buồn, mẹ bệnh nữa là giấu luôn. Thì giấu luôn. Dạ. Giấu cái mức này luôn, mẹ khổ thêm nữa. Ừ. Ừ. Ông bà cô chú nào có biết bài thuốc nào hay? Dạ. Chị về căn bệnh của chị á. Dạ. Như nãy giờ chia sẻ thì cũng liên hệ qua gia đình giùm. Dạ, dạ. Để chỉ cho gia đình, bây giờ gia đình nói chung ai chỉ cái gì cũng làm theo hết. Dạ. Quốc chủ mai thầy. Dạ. Để chị bụng như chị La. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ, cố gắng. Chị cố gắng nghe chị nha, tôi em về nha. Dạ. Mưa quá rồi. Mưa cố gắng rồi. Lên nha, rất là nhiều người thương muốn quan tâm tới chị đó. Dạ. Nên là chị phải cố gắng vượt qua căn bệnh nha. Lạc quan lên. Dạ. Dạ. Gắng ăn uống vô nữa, gắng ăn uống vô mới mình mới chống chọi lại căn bệnh được rồi vượt qua được nha chị. Dạ. Rồi em chào chị nha. Em chào cô nha dạ, cô. Dạ dạ cảm ơn cô con ha. Dạ dạ. Dạ. Con giúp đỡ. Dạ dạ. Mạnh thường quân giúp đỡ cho nó khỏi. Dạ. Còn quan trọng bây giờ là cho chị khỏi bệnh thôi. Dạ dạ. Thì qua chương trình. Con nó đó. Dạ. Qua chương trình của anh em thì cho em anh em ở đây gửi thay mặt gia đình thì gửi dạ. Một cái lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý nhà hảo tâm, quý dạ. Mạnh thường quân cũng như là quan tâm gia đình đó. Dạ. Trong thời gian vừa qua cũng giúp đỡ. Đó, hy vọng thì tiếp tục. Thời gian tới tiếp tục dạ. Đồng hành gia đình để cho chị vượt qua căn bệnh nha cô ha. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn cô, rồi cảm ơn dạ. Cả nhà rất là nhiều. Dạ. Và bây giờ chắc cho phép em cũng như là anh em ở đây tạm phép video này ở đây. Cũng như dạ. Hẹn gặp lại quý khán giả của mình quân trong những video tiếp theo. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Em xin chào và hẹn gặp lại. Dạ.